Tôi không thể hiểu vì sao trung tá lại nới tay với tụi con ốc. Con mụ hài sạc đáng lãnh một phát đạn lắm. Tôi không thích để gì cầm thâu lợi. Bắn bà hài sạc một phát, chúng ta sẽ nhận 1000 phát trả thù. Bắn bà hài sạc đâu có thể tìm ra tính quỷ. Chúng ta chỉ đến nổi điên thì tại sao lại hành động ngu xuẩn như vậy? Tôi nghi ngờ kết quả của chính sách mà trung tá định thí nghiệm ở đây. Tôi phải thanh minh với trung tá. Tôi từ giả tên Kiến Hòa không một chút nuối tiếc. Nếu trung tá thay tôi sớm hơn một năm, có lẽ tôi cũng bực mình. Nhưng bây giờ thì... Tôi rất xấu hổ là đã bàn giao cho trung tá một gia tài quá khốn khổ. Chúng ta mất gần sạch, luôn cả con đường ra Bắc Tân Thạch đi Sài Gòn cũng không còn an toàn. Năm 1958, tôi tường trình vì phụ tổng thống những gì tôi cảm thấy có thể nhận chìm chúng ta. Tham mưu việc bộ phụ tổng thống, xin nói rõ, lúc đó trung tá đang phụ trách chiến dịch Cơn Hồng Thủy. Gửi trả bản tường trình với lời phê dốt nát, hai chữ bi quan bằng mực đỏ. Tôi phải rời tỉnh Kiến Hòa chính vì cách điều khiển chính sự dốt nát đó. Giá như phụ tổng thống gửi kèm theo lời phê nông cạn kia vài chục khẩu đại bác. Đại bác không bắn được dân biểu tình. Bắn được, miễn dám bắn. Napoleon nổi tiếng nhờ dám hạ nòng đại bác bắn vào đám biểu tình. Và vì vậy, ông ta lại càng nổi tiếng hơn ở Waterloo, ở Bordino. Cuối cùng, im tiếng ở St. Helens, chơi vơi ngoài Đại Tây Dương. Xin vô phép ngắt lời trung tá. Tôi đồng ý, đại bác không phải loại chuyên dùng đàn áp biểu tình. Nhưng chính trị lại là sở đoản của bọn nhà binh. Trung tá đừng giận, kể luôn cả trung tá. Chọn lựa cái ít xấu hơn, tôi nghiêng về các khẩu đại bác. Chưa chắc tôi đã làm nên cơm cháo gì ở đây, nhưng trách nhiệm được giao không thể thoái thác. Chính phủ yêu cầu tôi bình định Kiến Hòa. Tôi nhận lời với điều kiện tôi không bị gò bó. Chúng ta không thiếu đại bác, ngay cả ở Kiến Hòa. Nhưng đất cứ mất, biểu tình cứ tăng, có lẽ cùng lên song song. Tôi sẽ cố làm cả hai cùng xuống. Tôi mong trung tá thành công, dù rằng tôi dứt khoát không tin. Dù sao tôi cũng ái náy đã đào xới bằng đạn đại bác để trung tá phải sang lấp. Sang lấp trên mặt đồng ruộng không khó lắm. Đúng, cái khó là sang lấp những cái hố trong lòng người. Anh có dặn tôi điều gì không? Trung tá nên cẩn thận với gã thiếu tá Vọng. Thứ mà cô hạ đẳng, có vẻ là dân của CIA. Anh không giao cho tôi được một nhân mối nào trong nội bộ Việt Cộng sao? Tôi biết có một nhân mối quan trọng, nhưng thiếu tá Vọng nắm toàn bộ. Nhân mối trao cho nó một tài liệu gì đó, và nhờ tài liệu đó nó được hậu thưởng. Tài liệu gì? Theo đại quý Tống Văn Tình thì đó là bản nghị quyết của Cộng sản Bắc Việt. Đại quý Tống Văn Tình, phó ty công an trình diện trung tá. Đại quý ngồi. Trình trung tá, đây là hồ sơ của 147 người can án chính trị. Xin trung tá ký giấy chuyển sang trung tâm cải quý. Những người này bị bắt từ tháng 9 năm 1959 cho tới giữa năm nay. Tại sao cụ trung tá tỉnh trưởng không giải quyết? Thưa trung tá, theo tôi biết thì trung tá Hùng không tin vào những hồ sơ này. Vậy tại sao trung tá Hùng không ký giấy thả họ ra? Trình trung tá, theo tôi nghĩ thì trung tá Hùng tránh đụng độ với thiếu tá Vọng. Nghĩa là theo đại quý, ông trung tá tỉnh trưởng sợ ông thiếu tá trưởng ty công an. Thưa trung tá, tôi không có ý nói như vậy. Đối với mọi người ở Kiến Hòa thì thiếu tá Vọng là người rất có thế lực. Ông ta được thiếu tướng là
tổng giám đốc tổng nha, và thiếu tướng Mai Hữu Xuân phụ trách Bình Định ở bộ tổng tham mưu tin cậy. Ngoài ra thiếu tá Vọng còn có mối quan hệ chặt chẽ với trung tá Smith và thiếu tá Rilkezi. Theo đại úy thì những hồ sơ này đáng được tin cậy không? Thưa trung tá, tôi không được trực tiếp điều tra, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điểm. Thiếu tá Vọng ra khẩu lệnh thả bắt lầm hơn thả lầm. Đã bắt gì cậu? Thả bà già này ra, một lời kiến chị hai. Tôi sẽ xét hết trường hợp từng người. Ai vô tội sẽ được trả tự do. Hy sinh quá nhiều, ai cũng có quyền nghĩ đến cảnh yên vui, nhưng là những đảng viên, chúng ta phải biết kiềm chế tình cảm. Có thế mọi việc sẽ diễn ra như ta hy vọng và phấn đấu. Công việc của anh rất nặng nề, nguy hiểm. Lợi dụng và khai thác mâu thuẫn trong nội bộ địch là khả năng hiện thực, là một vấn đề có tầm vóc chiến lược. Thông qua đó, ta góp phần làm cho địch rối loạn, suy yếu, hỗ trợ cho phong trào cách mạng của quần chúng. Đảng tin cậy anh có được một số điều kiện thuận lợi nên biết chỗ mạnh của mình. Phải kiên trì, phải nhìn xa. Chào đại úy Diên, đã lâu không gặp. Đại úy Vinh khỏe chứ? Cảm ơn cô Phan Phanny. Mời cô vô trong, trung tá đang đợi cô. Tôi rất thích chụp những bức ảnh bất ngờ như thế này. Ông vẫn khỏe mạnh chứ ông Lương? Cảm ơn cô Phan Phanny, tôi vẫn thường. Mời cô ngồi. Tôi có thể biết được điều gì đã đưa cô xuống kiến quà chứ? Cô khan hết. Nước dừa là loại giải khát tuyệt vời đấy. Ông Luân, làm sao ông biết tôi thích nước dừa? Chỉ là một sự ngẫu nhiên. Cô quên rằng đây là xứ sở của dừa. Xin lỗi. Vậy mà tôi cứ tưởng. Để trở lại câu hỏi của ông, tôi xuống đây để viết bài về ông, về sự bắt đầu một trắc nghiệm mới nữa của ông. Một trong những người mà tôi luôn luôn đề phòng là cô. Cô hãy lên thân mến. Tôi sẽ không bao giờ gán cho ông bất kỳ một tư tưởng nào mà ông không có. Ông cố gắng chống đỡ cho chế độ Ngô Đình Diệm đứng vững. Tôi sẽ viết như vậy. Tất nhiên, ông cho phép tôi được bình luận về ý định của ông, tức là bình luận về tính hiện thực của những cố gắng ấy. Tôi không ngờ một phóng viên của tờ Financial Affairs lại đặc biệt sắc sảo về chính trị như vậy. Cảm ơn ông. Việc ông ký lệnh phóng thích số tù chính trị đã làm ông trở thành đối tượng nghiên cứu của dân chúng toàn tỉnh Kiến Hòa. Và qua hình ảnh, bài viết của Helen Fonfany, chính giới Mỹ sẽ mang con quái vật Nguyễn Thịnh Luân lên vào mổ. Chính giới Mỹ cũng có những cái đầu tỉnh táo, ông không bị cô lập đâu. Trình thiếu tướng, Thiểm Ti thấy có bổn phận trình lên thiếu tướng tổng giám đốc tình trạng rất kỳ lạ sau đây, xảy ra ở Kiến Hòa trong vòng chưa đầy một tháng nay. Từ khi thay trung tá Lê Như Hùng làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, trung tá Nguyễn Thành Luân giải quyết công việc theo một đường lối khác thường, đang gây xôn xao trong giới chức tỉnh, xáo trộn quy tắc lâu năm của Thiểm Ti vốn là quy tắc cho tổng nha đề ra. Ông Luân can thiệp quá sâu vào phần chuyên môn của ty công an. Ông Luân ký lệnh phóng thích đến 151 can phạm, tất cả đều xong hồ sơ về tội đích thân hoặc A Tòng hoạt động cho Việt Cộng. Mặt khác, ông ta lại ký lệnh tống giam và truy tố ra tòa án quân sự khá đông nhân viên công an, kể cả một số mật báo viên và nhân viên đặc biệt của chúng tôi.
Thiểm Ti cũng xin lưu ý thiếu tướng là trong thời gian chưa dài lắm kể từ khi Trung tá Luân được bổ xuống kiếm quà, chúng tôi ghi nhận số lượng tấn công và quấy rối của Việt Cộng tăng gấp 3 lần so với trước. Chúng kiểm soát nhiều trục lộ và thủy lộ then chốt, trong đó có chợ Thơm, Hương Mỹ, An Định. Tỉnh Lỵ Trúc Giang đã bị bao vây. Ban đêm Việt Cộng mít tinh ngay cầu Ba Lai, cầu Chạc Sậy thì tự do chè chén với chợ Mỹ Long cách trung tâm thành phố Trúc Giang không xa. Một hiện tượng khiến Thiểm Ti vô cùng thắc mắc. Ông Luân hết sức quan tâm đến một số mật báo viên mà chúng ta đã gài trong hàng ngũ của Việt Cộng, nhất là điệp viên mang bí số G5. Ông ta đã có nhiều lần dò hỏi Thiểm Ti. Sau chót, ông Luân ra lệnh cho Thiểm Ti cùng với Ti Thông Tin tổ chức công khai cuộc đấu khẩu giữa tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa và dân chúng của tỉnh vì chủ nghĩa quốc gia, vì chủ nghĩa cộng sản vào ngày Chủ nhật tới tại sân vận động tỉnh Lỵ. Nói chuyện sao các ông chặn lại? Muốn đi qua đây phải ngồi xuống cho chúng tôi viết khẩu hiệu lên nó. Nghe rõ trả lời. 50 nghe 17, 55, nói đi. Thưa thiếu tá, tụi em thi hành lệnh của thiếu tá, nhưng sau khi viết xong khẩu hiệu lên nón, bọn chúng lột nón quăng xuống rồi đạp bẹp luôn. Thiếu tá cho chỉ thị mới. Diễn lên áo tụi nó, đồ ngu. Thưa thiếu tá, nghe rõ. Mời đồng bào đến đây để đồng bào được tự do công khai bày tỏ lập trường và nguyện vọng của mình đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, một chính phủ hợp pháp, hợp hiến. Trong những năm qua, chính thể Cộng Hòa đã lo cho dân như thế nào, đồng bào đã thấy rõ. Như vừa qua tại tỉnh này, chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo đã khoan hồng và trả lại tự do cho một số đồng bào, mà không ít thì nhiều, đã từng tham dự vào việc chống đối chính phủ. Xin đồng bào giữ trật tự. Đây là một cuộc tranh luận công khai. Vậy xin đồng bào cử đại diện lên mái dầm. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Kính thưa ông tỉnh trưởng, ông nói rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hết sức lo lắng cho đời sống của dân. Chúng tôi, những người dân vô tội, kính thưa với ông tỉnh trưởng, chúng tôi đang yên ổn làm ăn, bắt chúng tôi phải bỏ ruộng vườn nhà cửa, mồ mả ông bà, tập trung vô khu trù mật thành Thới và An Hiệp, lại còn bắt chồng con chúng tôi đi lính nữa.
Ông tỉnh trưởng nói rằng luật 10/59 là trừng trị bọn cộng sản. Nhưng chúng tôi không thấy cộng sản ở đâu, mà chỉ thấy bắt dân làm chúng tôi giam cầm, tra tấn, dã man. Không phải chỉ ở Khám Lá này, mà cả những chùa, chiền, đình, miếu và cả trường học nữa. Kính thưa ông tỉnh trưởng, lo cho dân là như vậy phải không? Ông Kiên Hành mấy giờ thì ra tới đây? 2 giờ. Lẽ ra phải tới rồi. Ê Dân, mày không tắm nữa hả? Mày có thấy dạo này cô Minnie bám sát thằng cha Smith không? Không phải nó mê thằng cha Smith đâu, nó làm theo lệnh của ông Kiên đó. Tôi vừa nhận được bản báo cáo của thiếu tá Vọng về Nguyễn Thành Luân ở Bến Tre gửi lên. Trung tá nghĩ gì về những hành động khác thường của Nguyễn Thành Luân ở Kiên Hòa? Nếu chỉ nhìn những hành động mà phán xét thì Luân là một tay thâm trầm khó hiểu. Hành động của Luân giải thích ở hướng nào cũng có lý cả. Phản ứng của Nhu thế nào? Theo Lý Cài cho biết thì sau khi đọc xong bản báo cáo mật của thiếu tá Vọng, Ngô Đình Nhu không nói gì hết với thiếu tướng Lạc. Ông Nhu bỏ bản báo cáo vào túi rồi lên xe đi. Đi đâu? Tháp Tùng Ngô Đình Diệm đi thăm một chiến hạm của Hoa Kỳ đầu tại bến Bạch Đằng. Điều đáng chú ý là có cả Nguyễn Thành Luân đi theo. Tốt nhất là anh Dự đừng cho khu trù mật thành thời tan rã, xây dựng khu thời thuần kịp Khánh Thành và tháng 10 theo lệnh của Tổng thống. Càng ngày tôi càng nghiêng hơn về chính sách bình định của anh. Nhưng anh hãy qua chừng, cuộc tìm tòi nào cũng gặp rắc rối như chuyện quả trứng của Christophe Colomb. Anh xem đây. Tờ trình này gửi riêng cho thiếu tướng, mong thiếu tướng hủy khi đọc xong, bởi sẽ gây khó khăn cho Thiểm Ty nếu tiết lộ tới tai Trung tá Luân. Vợ Trung tá Luân đang làm việc ở phòng bí thư tổng nha. Xin thiếu tướng nhận nơi đây lòng trung thành tuyệt đối của tôi. Tôi mới biết quyết định của anh. Quyết định gì? Về cái này. Nếu tôi có quyết định như anh nghĩ, tôi đã không đưa nó cho anh. Anh giữ lấy để đối phó với tên Vòng. Trung tá dặn thiếu tá tới thì mời vô phòng đợi trung tá. Vậy à, cảm ơn cô Loan nhé. Thiếu tá đợi tôi lâu không?
Mời thiếu tá ngồi.